Lời đầu tiên cho phép Mai Thanh xin thay mặt cho công ty GE Healthcare Việt Nam xin hân hạnh chào mừng quý bác sĩ đã dành thời gian quý báu tham dự chuỗi chương trình webinar nghiên cứu các bài giảng ISO chuyên gia phần 2. Vâng, và để tiếp nối thành công của chương trình webinar ở phần 1, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý bác sĩ bài giảng về siêu âm 3D buồng tử cung với nội dung bao gồm các giá trị trong chẩn đoán dị tật và cập nhật phân loại biến thể buồng tử cung. Và đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Nguyễn Quang Nam hiện đang công tác và làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec Time City Hà Nội. Vâng, và xin mời bác sĩ Vũ và bác sĩ Nam gửi lời chào đến toàn thể bác sĩ đang tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Kính chào quý anh chị. Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn công ty GE đã có cái lời mời tôi đến cái buổi hội thảo này. Thì cái bài về cái bài giảng cũng như là những cái của GE được chọn lựa rất là kỹ và nó có giá trị rất là cao trong cái thực hành. Bài giảng thì được trình bày bởi những giáo sư của nước ngoài và rất là có kinh nghiệm trong cái đánh giá trong cái buồng tử cung bằng cái 3D. Thì qua cái bài này tôi hy vọng các anh chị và mọi người sẽ có cái nhìn khái quát hơn về cái cách để mình chẩn đoán một cái dị dạng của buồng tử cung cũng như là một cái ứng dụng của 3D trong cái đánh giá của phụ khoa, nhất là trong cái hỗ trợ sinh sản cũng như là đánh giá cái của bên hiếm muộn. Vâng, bác sĩ Nam. Dạ Mời Nam có ý kiến. vâng, cảm ơn anh. Đầu tiên là tôi cũng xin cảm ơn Di đã tổ chức một cái chương trình rất là thú vị, và cũng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian lắng nghe. Và cũng như anh Vũ nói đấy, hôm nay là một cái chủ đề rất là hay. Tất nhiên nó sẽ tập trung vào chẩn đoán các cái dị dạng tử cung, và chủ yếu là chẩn đoán dị dạng vách ngăn và tử cung hình chữ T, chứ cũng không phải là một cái chương trình đầy đủ về siêu âm 3D buồng tử cung. Thế chính vậy, tôi mong muốn rằng là trong cái quá trình chúng ta theo dõi và cuối cùng sẽ có một cái trao đổi rất là sôi nổi, và đấy là dẫn đến cái thành công của cái webinar ngày hôm nay ạ. Xin hay đã. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nam và bác sĩ Vũ ạ. Dạ, trong quá trình nghe giảng thì quý bác sĩ vẫn có thể đặt câu hỏi cho hai bác sĩ khách mời, và câu trả lời sẽ được giải đáp vào cuối chương trình ạ. Và vâng, để không làm mất thời gian quý báu thì chúng tôi xin được phép gửi đến quý bác sĩ bài giảng ngay bây giờ. Thank you for coming to listen to me. So just a little bit of a background. I started doing ultrasound in 2009, and it's only been 10 years, and now I'm an expert. So definitely, this is something that is very achievable, and I've been lecturing for a few years. So luckily, we have moved beyond the plastic model in order to be able to diagnose and explain things to our patients. Next slide. All right, this is not working. Let's see if that works. Okay, we'll use that one. Okay, so I put up this diagram just to show the incredible level of resolution that we have nowadays with 3D ultrasound. So when I was in medical school, we used Netter's diagrams. I don't know if they use this in Europe, but it's amazing how with 3D ultrasound, and this isn't even a current picture, this is probably from just a few years ago, you can really see the detail of the serosal surface. You can see the endometrial-myometrial junctional zone. You can even see the interstitial portion of the fallopian tubes. So it's incredibly fine detail, and that's why it's so good for diagnosis. So in case there's anyone here who is not currently using 3D ultrasound, this is just a short little explanation for those of you who are familiar with the Rubik's Cube. So before 3D ultrasound, we really could only do ultrasound along the sagittal planes of the uterus and the transverse planes. We could turn obliquely, but we couldn't see the coronal plane of the uterus. In order to do that, we would have to send patients for an MRI
or do an HSG and laparoscopy, but now with 3D ultrasound, we're able to actually see our coronal planes, which is why it is now, I would say, the best diagnostic tool in gynecology as far as imaging goes. So the indications for 3D ultrasound, common one, Müllerian duct anomalies. One that I think is really important and incredibly useful is it's basically an ultrasound GPS system, because using three-dimensional ultrasound, you can put a reference point anywhere you want. It could be on a lesion, it could be if you're trying to locate the IUD, trying to locate a pregnancy, and you can manipulate your volumes in order to locate whatever it is you're looking at. We also use it to look at the myometrium, the endometrium, and then you can use it for, the indications just keep growing, pelvic floor, vessel morphology, et cetera. So here, you know, here we're doing conventional ultrasound, which is where we all start, usually two-dimensional ultrasound. These three uteri look pretty much the same, right? But with 3D ultrasound, you can tell that all three are completely different. And it's important to note. And this is done, this scan would take a minute. Especially if you're experienced. At the beginning, it takes a little bit of time to reconstruct, but once you're experienced at doing this, honestly, just to do a sweep and reconstruct the uterus would probably take maybe 25 seconds. Here's an HSG, which in the United States is still the most commonly used method for assessing the endometrial cavity. So we can see that this patient has a partial septum, but then we don't know, do they have a bicornate uterus or do they have a partial septum? So then they will need another imaging technique, which is wasteful, waste the patient time, cost, anxiety. Again, here I'm just showing you the level of detail that you can see. I don't know if we have a pointer. Here, let's see. Oh, good, I can use this. Look, you can see the two endocervical canals. Look at the level of detail that you have. And these are not unusual. Like, these aren't one in 100 cases. Being a lecturer, I will disclose that we always put our prettiest images up. But this is not an unusual image to get. And here's one with a complete uterine septum. You can see that the outside of the uterus does not dip down. So this is intact, the normal external myometrial contour. So this was an interesting case I had. This patient was referred to me for a saline-infused sonohistogram because she had had one baby through IVF. She had a C-section, and then she had frozen embryos, so she was going to do her next IVF pregnancy. And at least in the United States, they always have to have a cavity assessment. So they did an HSG because that's what they always do. And she had a unicornate uterus, and they were a little confused because she had a whole uterus when she had her first baby. It wasn't a unicornoid uterus. So this happens all the time. They have HSGs and then they send them for ultrasound. So I did a saline-infused sonohistogram, and she had actually had retained products and had to have two DNEs, and it turns out that she had basically the right side of her endometrial cavity was obliterated by Synechia. And she now had basically a unicornoid uterus, but it wasn't really unicornoid. They could fix this, and they did. Here's a normal-looking scan. In our practice, we do 3D on everyone. We don't bill for 3D unless they're asking for it, but we just do it because it's a great diagnostic tool. We don't want to miss anything. It takes us, like I said, 25 seconds. Turns out this patient had a unicornoid uterus. It's probably a good thing to know. Also, to look at their kidneys and make sure they're not missing one of them. And then here's two other types of unicornoid uteri that you can see. You can have a unicornoid uterus with a communicating rudimentary horn. So here's the endometrium. And you can have a unicornoid uterus. So on the outside, if she had a laparoscopy, it would look like a normal uterus, but she actually has this non-communicating horn, and this is dangerous if someone's going to get pregnant because they can get pregnant here and it can rupture. So these are important things to note. If the patient was coming in for abnormal uterine bleeding, it'd be nice to also pick this up.
So I'm going to show you how I actually do this in the office. So this is me actually reconstructing. This was this is a difficult one, so this would not be a beginner 3D case that you would want to try to reconstruct. This is a patient who was referred to us because she had an HSG. We get lots of referrals for HSG, hysterosalpingograms. And they thought she had a Müllerian duct anomaly. So they sent her to us, and when we did the initial scan, we noticed that she had severe adhesive disease from endometriosis. So her uterus was retroverted, but it was also being pulled posteriorly by adhesions in the cul-de-sac. So this is what a sweep looks like, and hopefully it's going to play. Oh, good. Okay, so I did my sweep. I'm in box A. I like to use the multiplanar mode a lot because I can use this reference dot and put it wherever I'm focusing on. So what I'm going to try to do right now, first I'm going to just scan back and forth in that sagittal plane just to get an idea of where's the endometrium. I'm going to rotate it because she's retroverted. And what I notice here as I'm scanning now back and forth is that I'm not really sagittal. You can see that part of the endometrium is going here, right? If I was really mid-sagittal, I wouldn't see this. So now I'm going to go to B. I'm going to scan back and forth. That's a transverse cut. I'm trying to figure out how's this uterus rotated. So now what I'm going to do is, it's called the Z technique, and Dr. Abu Hamid came up with it. If any of you do not currently do 3D ultrasound, pull that paper. It took 4 minutes for new people to learn how to reconstruct. So what you do is you're trying to line up your sagittal, your mid-sagittal uterus and your transverse uterus along a parallel line. So basically, here's my parallel line. Sorry, I'm behind in narrating. Then I just change colors. Another thing you can do, you could see I lined it up. Turns out she has a normal uterus. Okay, you can see here it's a triangle. Now I'm just tweaking it back and forth to see if I can get it a little bit better. I'm not loving it. It's a little bit hard to see the borders. So what I'm gonna do is I'm gonna try now using the rendering view. So there's all sorts of processing options. I'm just gonna see if this gives me a little bit better resolution. And look, if you look over here, and now we're gonna make it into a single image by clicking there. You can really see she has a completely normal uterus, okay? It's just in a really weird orientation because of her adhesions. And that took, I think it was 2 minutes, and this was a hard case. Okay, because we do 3D on everyone, we just take a quick view of the uterus. We often diagnose really weird uterine shapes. This was kind of like a tube. You know, I don't know what to call these, but these are just things that we found incidentally, or sometimes I think this patient had recurrent losses. Here's another one, and here's another one. Like I said, it's also really good to look at acquired, other types of lesions, for example, adenomyosis, fibroids, polyps, and endometrial synechia. Here's a nice normal uterus. This is actually a patient I just saw this week. You can really look how beautiful the endometrial myometrial junctional zone. It's this hypoechoic halo around. That's normal, okay? This is one of the ones that takes 15, 20 seconds. Now compare that to this. This is a patient with adenomyosis. This is a patient with adenomyosis where I was using the inverse mode. And there's all sorts, you know, everyone's eyes are different. You have so many different options to personalize what works best for you. And here's a unicornate uterus with adenomyosis. Here's a case of a patient who came in with abnormal uterine bleeding. Here's my volume. I'm starting to reconstruct it. I'm using the rendering view. Here you can already see what I'm coming up with. And then I click that single image button, and that just gives me this single image frame. You can see she has a partially submucosal fibroid, probably a FIGO 2. It's between a 1 and 2, and she has an endometrial polyp. I'm going to show you one more.
And here's someone with an endometrial polyp where we did a saline-infused sonohistogram. Now, what I like also about these images is that they're great for showing to the patient. I actually will turn to the patient and say, look, this is why you're having abnormal bleeding. I mean, a patient can see that there is a big ball in the middle of the triangle. Same with this image. I'll say, look, you have a fibroid, and this part right here is where you get your period, your menstrual cycle, and you also have a polyp. This is why you're bleeding. And we can go in and we can remove these. So I find it really instructive for patients, which other imaging technologies are not. You really have to be trained in what you're looking at. Here's a patient who you can see, this is a sweep. I'm on the multiplanar view. This is, you can see right here that there's a portion of the endometrium missing. This should connect. I can already see in my multiplanar mode, I am missing a little piece of endometrium. It's a synechia. And this is it in the rendering mode. So again, if this is one of your infertility patients, a gynecology patient, you can say, look, this should all look white in here. This is the nice glandular tissue, but you have this band here where it's missing a little piece, and we can go in and fix that. Or maybe you can't go in and fix it, but at least you can explain to the patient what is going on. Another case of a patient with synechia, this patient, you can see just on 2D ultrasound, you can see that this is very irregular. Here it looks normal. You can almost see the mid-endometrial echo. So basically this should be going like this. I think this would be hard to explain to a patient. I don't think they would quite get it. But then if I show them this image, I can say this should be a triangle, and then see how ratty, sorry, American slang, how irregular this here is. You want it to look more like this. Here's a case, a sister of an OBGYN who unfortunately had a 16-week premature rupture of membrane. She had twins. She developed sepsis. So unfortunately, they had to do a D&E while she was septic. So of course, that's just a setup for getting Asherman syndrome. So she comes in for the saline infusion sonohistogram. And the cavity, there's synechia here and here. It's just, and it's very narrow. So the reproductive endocrinologist then did an operative hysteroscopy, sent her back. I said, you know, it looks better. You can see now that the inside looks good, but this is still very narrow. I think it measured like 13 millimeters. So she went back and did another hysteroscopy, and look how great. And again, the patient, she was a dermatologist, and she could look at these and understand what she was looking at. It's excellent for pregnancy location. So even if you're not a gynecologist and you do mostly obstetrics, like I said, it's a GPS system. So these are two patients with partial septums. One has a pregnancy in the middle, and here is a pregnancy on each side. This is an angular pregnancy, so it's not actual ectopic. It is connected to the endometrial cavity. So partial septum, you can see it is connected. And then I'm just showing it to you in a different, I like to call them Snapchat screens, or you know, basically you can hit all these different options. This is just a smoother lens, if you will. Same exact image, just different post-processing option. And then here's four different patients with different pregnancy locations. This one, unfortunately, the pregnancy was in the muscle. I've never seen that before. It was a intramyometrial pregnancy ectopic. This is an angular pregnancy. And this is an interstitial ectopic pregnancy. You can see it's separated from the endometrial cavity. Same with this one. And these are really, once you become experienced, it takes just a few minutes, as opposed to sending the patient for an MRI, right? They have to have, what, I don't know, 30, 45-minute MRI, then the radiologist has to read it, and then you don't, it's hard, I don't know how to read MRI, I'm an OBGYN. I know how to do this because I grew up with Netter diagrams. This was a case referred to me. She was a 42-year-old patient. She had IVF,
they put three embryos in, and then they did an ultrasound, and this is what they saw. So they could see that there was an intrauterine pregnancy, but they didn't know what this was. They were concerned. Was this a heterotopic? So they sent her to us, and I did a 3D volume. I'm going to show you how I reconstructed it. So I took my 3D volume along the transverse plane. So, and I'm going to now use the rendering view. When you see this green line, that's render. And basically, I'm just rendering. Ooh, sorry, you don't want to read my email. So I'm rendering, I'm focusing on the endometrial cavity. You can see this is where the rendering view shows up. All right, I'm going to turn it right side up. I'm going to make it a little smaller so it all fits in my screen. And then I'm going to scan back and forth through the endometrial cavity. All right, I see there's an intrauterine pregnancy there, and I really see the borders well of the endometrium. Now, I want to see what is the structure that they were worried about that I clearly see. So I'm going to focus on that, and I'm going to render that. I'm going to put that into my rendering box. And it's starting to show up right here. Okay? Now, you could have diagnosed this on 2D ultrasound. It did look like a fibroid, but I wanted to prove that it was a fibroid and that it wasn't a heterotopic pregnancy. So you can clearly see this is very separate, and it's just an intramural, well, it's actually a subserosal fibroid. Diagnosis made, didn't take that long. She has one intrauterine pregnancy and it's normal. For IUD location, this is very common, so I'm just gonna show you some images. These are patients who clearly didn't know. For example, they must not have known she had a partial septum, so they put an IUD in her. But wouldn't it have been nice if at some point in her life when she had an ultrasound, for whatever reason, pelvic pain, abnormal bleeding, they said, oh, by the way, you also have a partial septum, so she would know future that she's not really a candidate. At least in the States, we wouldn't put an IUD in someone unless we were only using it for hormone purposes. And then here's some other images. And these are like typical day-to-day images, okay? These are things we see all the time. These are not super expert. You don't have to be a super expert. If you just look up that paper, the Z technique, you can do this. And then in the United States, we don't have these other two forms. I think this one's from like the Netherlands. So for us, these are very cool when we happen to find them. I think this one might be from China or somewhere from Asia. These are the Eshore coils, which are no longer being used. But look how beautifully you can see them and compare them to the actual. I mean, there's no question, right? Like, this is not magic. If I can do this, you can do this. And then there's some fun things you can do. Actually, my chamomile taught me how to do this. This is kind of a cool trick. So this is a patient with polycystic ovarian syndrome. You can use the inverse mode where the liquid, so the liquid areas fill in like a cast, and then you can spin things. So maybe for a cleft, actually this is very useful for a cleft palate if you want to show a patient kind of going back and forth. But there's all sorts of fun tools. Clearly, I'm an ultrasound geek. I get very excited about this stuff, which is why I love lecturing on it. But it's pretty cool. Another patient referred to me they found that she had a vaginal mass. She didn't have any pain, but they just found it on her routine exam. They sent her for what is called a routine pelvic ultrasound. And I'm sure this happens in Europe as well, but it happens in the United States a lot. Basically, they just look at the uterus and the ovaries. That's it, and they say it's normal. And then the patient thinks they looked at everything, the doctor thinks they looked at everything, but there's a vaginal lesion, but they don't look at the vagina on routine pelvic ultrasound. So I wanted to figure out what is this thing, okay? So what I did is, I just put the probe on the perineum. So I didn't even go internally into the vagina. You hit your 3D volume. I took a sweep because I wanted to see where this lesion was in the vagina. And so basically, I'm going to reconstruct it here.
here's the urethra. Okay, so I'm going back and forth. Here's the lesion. I'm going to take my reference point and put it in the lesion. It looks like it's connected directly to the urethra. Now I'm looking at B. I'm scanning back and forth right here. I'm going to take my reference point. I'm going to put it there. And look, this is connected to the urethra. This took, I think this clip might be 40, 50 seconds. And I proved that this is basically a diverticulum coming off of the urethra. It's a urethral diverticulum. Diagnosis made, quick. She didn't need an MRI. And here I'm just proving it. I'm just going back and forth. Urethra, okay. And then, I mean, for pelvic floor, and I'm not an expert in pelvic floor, but these are like basic pelvic floor things I can do. You could do an entire pelvic floor evaluation of the muscles. We're not gonna get into that. Peter Dietz is very well known for this. But even in my, I'm more of a Mullerian duct adhesions kind of person, but I can do this stuff, okay? I just take a sweep from the perineum. This is a normal, here, I'm just gonna show you. Normal pelvic floor. You can see the internal anal sphincter. You can see the external anal sphincter. You can see the periurethral glands. There's the urethra, the vagina, the levator. Here's a patient who had a TVT, the transvaginal tape, and this one had a transobturator tape. And the reason I can tell, because patients often don't know what they had, is because it goes out laterally, as opposed to this, which would go out this way. The other thing I love about 3D ultrasound is it allows for virtual rescanning of the patient. Okay, good. So this was a patient who had a serous borderline tumor. She had had them removed a year ago. She came in for an ultrasound, and we found this cyst with this 8x6 millimeter nodule, basically a papillation, but it didn't have any color flow. And we didn't want to send her back to the operating room unless we were sure, because she already had surgery and she's young. So what I did is I saved this. Then she comes back 3 months later. I reassess the cyst. I take a volume of it. And I want to make sure that I measure the same nodule in the same orientation, because I want to be sure if it grew or it didn't. Because I'm going to decide, is she going to need to go to the OR? So I'm just scanning back and forth here and here. I'm trying to line up. The nodule was over here. There it is. That's the nodule. I'm going to measure it. I'm going to use the VCI mode, which makes things pop. It's called volume contrast imaging. And I just want to make sure that I'm really in the middle of that nodule. And now I'm just going to measure it. So you can measure things with this program. And remember, it measured 8x6. It definitely grew. It's 14x12x19, I think it turns out to be. So it grew. Even though the cyst is tiny, the cyst was like 1.6 centimeters. At this point it was like a little bit bigger, 2 centimeters. But so we said, yep, it's a borderline. And she went to the operating room and it was. So just last couple things. For those of you who are going to be doing this, who aren't doing this, or already do it and sometimes end up with images that aren't great, bring the patient in when the endometrium is the thickest if you want to really look at the endometrial surface. So this is a patient in the follicular phase with an endometrial lining probably of like 2. And here's a patient in the luteal phase with an endometrial lining of 11. You can really see how much better you can see. Make sure you align your planes correctly. This can be a dangerous tool if you don't know what you're doing. We have sonographers, we have technicians that do the initial scan and then we go in the room. She thought this patient had a partial septum, but no, she was cutting the uterus in, she was cutting the endometrial cavity and missing part of it. So she had a completely normal, this is the same patient. It just wasn't lined up right. So you have to make sure that you put your green line in the correct place. And lastly, hopefully, if there's any of you that aren't using it or are going to use it, hopefully for other purposes, this is just a summary of what the advantages are of really getting good at 3D ultrasound. You can display the anatomy in planes that we couldn't before.
You can re-examine the patient at a later time. So for example, if you feel like you want one of your colleagues to look at a scan and they're not in the office that day, what I will do is I'll take a volume of, let's say it's a ovarian mass, and I will save that. And then when my colleague is there next week, I will pull it back up and that person can re-look at it and they can cut through it however they want. It's a GPS system I showed you. You can locate things. It's excellent for patient explanations. And compared to MRI, I mean, this really it should be the number one imaging method. So thank you, and hopefully you learned something. Thank you very much for using your time to be here and to discuss about uterine anomalies. It's a topic that it's so interesting for me, and I guess it's for everybody that works with gynecology, and it's a hot topic too. So this particular topic, it's being currently very discussed. It's how to distinguish between normal or normal arc weight versus septated or T-shaped uterus, because without that definition, we cannot advance in our knowledge. Well, regarding the disclosures, I'm one of the main authors of the two CUM studies that I will talk about, the one on septated uterus that was published in 2018, and one on T-shaped uterus that is in press right now. When facing such disagreement between these major societies' definitions for what is T-shaped and what it is not, we think about how could we try to solve this problem. So we need a reference standard. But okay, the best reference standard maybe would be, okay, I would measure the internal dilatation from 10,000 people and see above which kind of measurement I'll face some worse reproductive outcomes. That would be the best, but it's not easy to achieve such gold standard. So we think, what would be a surrogate that would be better than we have now, but not perfect, but better? And then we think about, what if we invite several experts? Because I guess if I am on my practice, and I would be able to send my image to several experts, top experts, and have a consensus among them, that would be definitely very good. But this is not applicable to real life. So maybe a measurement could achieve similar standards. So that would what we thought. And we try to have a gold standard, inviting 15 top experts on the field so they would give their impression about image, but not knowing anything about the measurements, only seeing the picture and say, okay, this is not clinically relevant, or okay, this might be clinically relevant. So this is what we did. And so I invited the 5 clinicians, 5 sonologists, and 5 surgeons, also to not be very biased, because if you invite only sonologists, it might be different. So we wanted a more broad classification. And they were blind to measurements and blind to the other experts' opinion. And they only assessed the coronal plane. And then we send them images from 100 different cases, consecutive cases with internal indentation, using these 4 imaging technologies, the standard multiplanar DVCI, combining both OmniView and VCI and HD Live. So you have another secondary aim of these studies to what image is better to analyze the uterus. And they were asked to tell us whether it's normal arc weight or septated, and also which is the best imaging. And measurements were performed by 2 experienced sonologists, so it was Arthur and me. And we performed these measurements. We assessed the ratio between internal dilatation depth and the residual uterine wall thickness, the internal indentation angle, and the internal indentation depth. So all of them, they have a good, reasonable, at least, a very good
reliability was observed for indentation depth, and indentation angle, indentation to wall thickness were have a good reliability, reproducibility, and a good diagnostic test accuracy as well. And using a cutoff, and the best cutoff was determined automatically by Yundex index, and using 10 millimeters as cutoff for indentation depth, we have the 100% sensitivity compared to the most voted option, and 99% specificity, so it was very high. Indentation angle was also very helpful, but not using 90 degrees as suggested on previous definitions, but 140, so it's much wider. And this had a sensitivity of 94% and 9.1% specificity. And the indentation to wall thickness ratio, using not 50%, but 110%. So it must be bigger than the residual uterine wall thickness, has a very high sensitivity and specificity as well. So this is the results comparing all these 100 cases, what we had. Using ASHRAE-ESG classification, we had 80% classified as being septate, because we only choose uterus that had any internal indentation, not the normal, they were not selected. But see what happens using both ASRM and KUMI, only 5% were classified as being septated by ASRM, and we have 13% gray zone unclassifiable cases. And using KUMI, you will have 18, that's the sum. Okay, they are not exactly the same case. There are two cases that not in agreement, but it was a very high agreement among ASRM using gray zone as not normal. And regarding the image quality, all the four were highly classified, very good images, but they preferred VCI. VCI combined with OmniView is very well, and HD Live as well. So any of these three is better than the standard multiplanar view. And the conclusions are all the three measurements are good. So, but the cutoff points that were previously selected, arbitrarily selected, are not in agreement with the blinded opinion of experts. Maybe experts would say, okay, 90 degrees is good, but when they don't know the measurement and they choose whether it's clinically relevant or not, they would not use 50%, but more than 100% for indentation to uterine wall thickness ratio, and indentation angle when it's lower than 140 degrees. It's might be already classified as septated. And we performed a new study that is in press, that we have more than 260 cases from 400 women that were evaluated in a single medical center, Ludwin, Poland, and analyzed by only a single experienced observer. And the uterus were classified as being septated by ASHRAE-ESG, KUMI, or ASRM. And what we noted is the prevalence of septated uterus was only 5% using ASRM criteria. It was 12% using KUMI, because there are a lot of gray zone cases using ASRM, but it was 30%, and this is all cases, all women, consecutive women going to a reference center, not selected by, so it's a very high proportion of septated uterus. And the case with infertility, there is very small difference between the prevalence of having septated or not, so it puts a lot of question whether this has any impact on fertility. But regarding previous miscarriage, we can see a big difference. It's much higher, the prevalence of septated uterus, particularly using ASRM and KUMI, so they are clinical, statistically significant. Using ASHRAE-ESG, the proportion is so high in both, so it's 42% people with miscarriage, 30% in people without miscarriage, so it's...
not a significant difference. So the key points about septated uterus, that if we don't have a widely accepted and reliable definition of what is septated or not, we won't make any progress, or probably very hard to make any progress, because what we say is septated in the US is different from what, say, is septated in Europe and South America. So we need to reach a consensus what is might be clinically relevant or not. And then if we have achieved such agreement, we would be able to perform good studies assessing prevalence and association with reproductive outcomes and even the impact of surgery. So we know in anticipation that there are studies to be published showing that surgery for septated uterus have no impact on reproductive outcomes. So we'll be doing surgery for 3 decades until we know that. Maybe because we are operating normal uterus, because if you use Ashraf's classification, we would be operating almost everyone. Maybe we need to be more restrictive on what is a septated uterus. So the result of the intervention might be different if we have more important indentation. And the other issue that is gaining a lot of attention currently is the T-shaped uterus. So we have Marcella is here with me. She's main author of a systematic review that we're running right now. And we have more than 30 studies and 10 studies published on the past couple years. So this is one study that, a picture of the study we recently published in OOG on T-shaped. And we use now only for HD Live and OmniView combined with VCI because they were selected as being the best imaging techniques. So we skipped the other two. Then we, facing that problem as well, we run a similar study that we did for septated uterus, but now for T-shaped uterus. So we selected among more than 2,000 cases, 100 cases that we find that had any lateral indentation. So this were the first part of the study to screen uterus. And then we send images from these 100 uterus to 15 top experts in the field, 5 clinicians, 5 sonologists, and 5 surgeons. And the measurements, it was 15 measurements, were performed again by 2 experienced sonologists. So we performed a lot of measurements. I will not explain all of them. There are 15 measurements. There are 12 images, but there are images with 2, 3, and 2 measurements. So we performed several measurements of this uterus for all of them. What we see is what we expect about the agreement among top experts. So even when sent to top experts, and I believe that if we send it to everyone, the agreement would be even lower. The agreement was not so good. The kappa index goes from 0.3 to 0.5. It's fair to moderate. It's not good agreement among. So it is quite possible that if you send to the same image to 2 different experts to rate for you, they will say, okay, this is a T-shape, this is normal. And so the agreement was close to 8% of the cases. Regarding the measurements that we perform, only 3 of them, of these 15, had a reasonable diagnostic test accuracy using the most voted option as the reference standard. But they have a considerably good diagnostic test accuracy. It was the lateral indentation depth, the lateral indentation angle, and a new measurement that we call the T-angle measurement. All of them had a good area on the rock curve, and they have a high correlation with the total sum of votes. I'm sorry. Oops. So what we see, we measured the angle of the lateral indentation, and this is a little bit tricky to assess the indentation, lateral indentation depth, because we need to find the internal internal walls. And this is not so easy to be performed. And to do that, we actually need
using OmniView. It's much simpler to identify the internal walls using OmniView than using other imaging techniques. But using OmniView, there is a good reliability, so this is one important measurement. And the other measurement is this, what we call the T angle. That is we choose the point, the most lateral point of the cavity, go to the other side, and then to the apex of the lateral indentation. So this is the T angle. And if it is lower than 40 degrees, there is a high chance of being classified as T-shaped. So these three measurements have fair to moderate inter-observer reproducibility. So the two sonologists, Arthur and me, we have a totally independent analysis. We have received the original data set, so we have to manipulate the data set, produce the OmniView, and then we perform the measurement. So they were not performed on the same plane. We have to work on the original data set. So it is quite surprising that it was so, for me, it's much better than I was expecting to be. And what we saw compared to the most voted option by the experts, if the uterus don't have any of these three criteria reached that we saw previously, if the angle is not lower than 130, if the depth is not lower than not higher than 7 millimeters, and if the T angle is not lower than 40 degrees, if none of these three are reached, we have 56 cases, and none of those were voted, have more than 8 votes as being T-shaped. If you have only one, we have 20 cases that have only one. Only two have more than 8 votes. So if only one of these three criteria were identified, it's very low probability that it's being considered as being T-shaped by the experts. If you have only two of three, okay, we don't have a lot of cases, only two and three, but 50% of them would be classified or selected as being T-shaped by most of the experts. And when all these three were achieved, then we have more than 90% chance of being voted by the experts as being T-shaped. So the doubt is whether using two or out of three or all three as being T-shaped or not. And again, now assessing the diagnostic test accuracy of this index, the separated index, and also combining them. If you use the lateral indentation angle, the sensitivity was 80%, and we have a very high specificity of 96%. The lateral indentation depth has a higher sensitivity, but a lower specificity. And the T angle had a reasonable sensitivity and specificity as well. Again, if we use only one and three, we have 100% sensitivity, but the specificity is very lower. It's only 70%. Using two of three, we have a slight decrease in the sensitivity, but we have a huge increase in the specificity. And when we combine all three, we have a great decrease in sensitivity, but we have a good gain in specificity too. And what we know now about this shape, we are now conducting a systematic review on the topic. We have found 33 studies between 79 and 2009, and 10 published on the last couple of years. We find several different definitions for T-shaped, most of them based on subjective impression. There are some measurements too, but most of them, they are based on subjective impression. And we didn't find any good study on intervention. Most of them are just retrospective studies of what happened when you perform metroplasty on such a uterus. So this is the most common type of study. And the most common conclusion is that the surgery is good. But there is no comparison, no control group. And since we don't have a widely accepted classification, maybe they are just operating normal uterus and finding the results that would be expected by women who have a normal uterus too. Other thoughts on this problem is that we can
maybe use other technologies when using contrast sonography. And we can use, for example, what we call the histerosono ABC to perform measurements. Maybe they are more reliable, I don't know. We need to study about that. For example, whether we can assess also the volume of these cavities, of these points, and maybe this might be more reliable when, because there is a transient T shape because the uterus have more contractions or not, but this is another for the future. I want to thank, a special thank to Arthur and Inga Ludwig and Marcela Coelho that's here with me, and thank you everyone for keeping here and for this presentation. Thank you very much. Dạ, cảm ơn quý bác sĩ đã lắng nghe hết bài giảng. Thì trước hết là sẽ xin được phép mời bác sĩ Vũ và bác sĩ Nam có thể cho các quý bác sĩ ở đây biết được một vài cảm nhận về bài giảng ngày hôm nay được không ạ? Chắc mời anh Nam có ý kiến trước. Dạ vâng ạ. Thì như các bạn đã theo dõi cái bài giảng ấy, thì ngay từ đầu mà tôi đã gợi ý với các bạn thì đây là một cái bài giảng mà hai chuyên gia nói, đặc biệt là cái bài sau ấy, thì anh ấy tập trung về hai cái dị dạng của buồng tử cung thôi, đó là dị dạng tử cung có vách ngăn và dị dạng tử cung hình chữ T. Thì với cái bài giảng này thì tôi là thấy rất là hay, tại vì bản thân tôi làm cái siêu âm dị dạng buồng tử cung này từ năm 2012 và tôi tiến triển đúng như tâm trạng của cái bài giảng này. Có nghĩa là lúc đầu thì tôi cũng chỉ áp dụng cái kỹ thuật đơn thuần của cái Hiệp hội Sản phụ Khoa Hoa Kỳ. Sau khi mà áp dụng cái kỹ thuật đấy một thời gian rồi thì có những cái ca mà các bác sĩ phản hồi lại là ồ nó cũng chưa đúng lắm. Thế khi đấy thì tôi lại đi cập nhật và tôi lại thấy rằng là có một cái tiêu chuẩn nữa của Hiệp hội Phẫu thuật Nội soi Châu Âu. Và sau khi áp dụng cái kỹ thuật đấy thì tôi đã rất là, tôi gần như không muốn update thêm, tại vì với cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Sản phụ Khoa Châu Âu thì nó đã update thêm phần dị dạng cổ tử cung cũng như là update thêm phần dị dạng âm đạo và nó trả lời một cách rất là hoàn hảo, và lần đấy tôi cảm giác là rất là thỏa mãn. Nhưng có một lần tôi siêu âm xong thì một bác sĩ phẫu thuật khác phản ánh lại cho tôi, anh ấy cũng tham gia trong group này, đó là anh Thùy ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nói rằng là ô tại sao ca này và em lại chẩn đoán là dị dạng vách ngăn. Và sau đó thì tôi bảo không, em hoàn toàn áp dụng theo đúng tiêu chuẩn của cái SE. Thế sau đó tôi về tôi lại xem lại tài liệu thì tôi lại thấy rằng là sau khi, tại vì sao tôi lại tin tưởng SE, tại vì SE nó đạt được một tiêu chuẩn đồng thuận, gọi là đồng thuận Delphi, một quy trình rất là phức tạp bao gồm rất là nhiều chuyên gia và cuối cùng đạt được đồng thuận Delphi. Nhưng sau đó nó vẫn có những nhược điểm nên là người ta mới đưa thêm một cái tiêu chuẩn của các chuyên gia. Và cái tiêu chuẩn của anh ấy trình bày hôm nay ở 3 điểm là vừa là góc này, vừa là độ sâu này, và vừa là tỷ lệ của cơ tử cung, thì tí nữa chúng ta sẽ làm rõ các phần đấy. Nhưng đấy là một cái tiêu chuẩn khá là hoàn hảo. Đấy là cái phần dị dạng tử cung. Và các bạn hiểu rằng với cái bài giảng của anh này thì anh chỉ tập trung vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán về vách ngăn buồng tử cung. Còn cái phần thứ hai anh ấy trình bày là dị dạng về hình chữ T. Theo tôi thì đây là hai cái mà chúng ta đáng chú ý nhất. Tại vì tôi nói để cho các bạn mà những ai chưa tiếp cận chẩn đoán về dị dạng buồng tử cung thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào chúng ta có thể chụp lại hình ảnh phân loại dị dạng và chúng ta cũng không nhất thiết phải nhớ nó. Nhưng đối với một bác sĩ làm lâm sàng thực thụ thì chúng ta sẽ phải chắc chắn phân biệt được những cái mà chuyên gia đã nói trong cái bài giảng hôm nay, đó là ý nghĩa của các cái độ sâu về góc, ý nghĩa của độ cái khi nào thì chúng ta dùng góc, khi nào chúng ta dùng độ dày, và tương tự tử cung hình chữ T. Thì chính vậy tôi mong rằng là tí nữa trong cái phần thảo luận, tôi dành để nói trong phần thảo luận là chúng ta sẽ sử dụng của nó như thế nào. Và nếu mà câu hỏi nhiều thì chúng ta sẽ tập trung vào trả lời câu hỏi. Còn nếu câu hỏi không nhiều thì chúng tôi cũng có thể sẽ
trao đổi thêm về cái cách sử dụng các cái tiêu chuẩn này để các bạn tránh bỡ ngỡ. Tại vì khi tôi tiếp xúc cái này thực sự là tôi cũng thấy bỡ ngỡ, và khi chúng ta phải làm sai trên thực tế rồi thì chúng ta mới hiểu rằng là cái tiêu chuẩn nào nó thực sự tin cậy. Ngoài ra thì khi mà các chuyên gia trao đổi ấy thì là những khi người ta xây dựng tiêu chuẩn này là những cái hình ảnh 3D cực kỳ chuẩn mực và người ta đưa ra những tiêu chuẩn này. Nhưng khi chúng ta thực hành trên lâm sàng ấy thì không phải bao giờ cũng có những hình ảnh rất là chuẩn mực như này. Thế chính vậy, chúng ta là bác sĩ lâm sàng, chúng ta phải biết rằng là trong cái hình ảnh chúng ta thu được cụ thể của ngày hôm đấy nó không được đẹp lắm, thì chúng ta áp dụng tiêu cái chuẩn nào để nó đạt được một cái độ chính xác cao nhất. Đấy là phần bài giảng của tác giả phía sau. Còn sau phần bài giảng của tác giả phía trước thì nói tổng quan hơn về cái phần siêu âm, tác dụng của siêu âm 3D. Thế thì dành cho những cái bạn mà chưa bao giờ dùng cái siêu âm 3D này thì tôi cũng bật mí là chúng ta hoàn toàn có thể làm tất cả các cái kỹ thuật mà bà ấy nêu ra. Thậm chí bà ấy nêu ra còn chưa đủ và chúng ta còn làm đẹp hơn, tốt hơn trong hàng ngày. Và khi chúng ta đã làm cái 3D này rồi ấy, thì chúng ta nhiều khi sẽ bị nghiện. Tại vì tôi trước đây thì tôi nghĩ rằng là 2D cũng có thể chẩn đoán được những cái bệnh đấy nếu một cái bác sĩ có kinh nghiệm. Thế đó thì trong cái đợt dịch này thì tôi thì luôn luôn có một cái phòng siêu âm 4D với cái máy A10 rất là đầy đủ đầu dò. Thế trong đợt dịch này có thỉnh thoảng tôi phải sang một cái phòng cấp cứu để siêu âm mà những cái bệnh nhân cấp cứu, và ở đấy không có cái đầu dò. Thế có một hôm thì tôi làm một cái buồng tử cung, và khi tôi không có công cụ 3D thì thật sự tôi thấy bị bỡ ngỡ, mặc dù tôi đã là người thực hành cái siêu âm 3D rất là nhiều rồi. Nhưng khi gặp một cái bệnh nhân cần đến cái đầu dò 3D, và khi không có đầu dò 3D thì thật sự một cái chẩn đoán bản thân mình đưa ra nó cũng không bỡ ngỡ. Thì đấy là những cái gợi ý để các bạn có thêm cái nhiệt huyết và có thêm cái hứng thú với cái bài giảng hôm nay, và để các bạn đặt ra nhiều câu hỏi hơn ạ. Dạ vâng, xin được phép mời anh Vũ ạ. Cảm ơn bác sĩ Nam, có rất nhiều cái ý cũng rất là giống tôi. Thì về cái bài giảng của với giáo sư ở bài đầu tiên thì chủ yếu là cô ta giới thiệu về một số cái cách ứng dụng của 3D đối với sản phụ khoa, trong đó một số cái mà cô có vẻ thích nhất có vẻ như là tìm được những cái vị trí mà cô nói là cái 3D là chính là cái GPS để đánh giá được cái vị trí của tổn thương. Cái hai nữa là cô sẽ sử dụng để trong những cái chẩn đoán những cái bất thường mà lành tính, ví dụ polyp hoặc là bất thường của buồng tử cung. Ngoài ra thì cô cũng có ứng dụng trong những cái trường hợp của bất thường của dị dạng tử cung, nghi ngờ bất thường dị dạng tử cung hoặc là những cái dính lòng tử cung, thì cô cũng đưa ra một cái khái quát sơ lược về những cái ứng dụng của 3D. Cái này rất là cần thiết đối với một bác sĩ sản phụ khoa, tại vì với mình biết được nó ứng dụng như thế nào thì mình sẽ ứng dụng, và mình nó sẽ cung cấp cho mình rất là nhiều cái hữu ích. Ví dụ như cổ không phải là chuyên gia về sàn chậu, nhưng mà cổ cũng có thể sử dụng 3D để quét cái sàn chậu và đánh giá được cái một cái túi thừa của cái điện đạo đó, một cái thường là dành cho những bác sĩ phụ khoa thì đúng hơn, nhưng mà cổ cũng có thể ứng dụng được 3D để mình xác định được cái vị trí của cái khối đó nằm thế nào, liên quan thế nào đối với cái đường đi của điện đạo. Thì đó là một cái ứng dụng mà cổ rất là tâm đắc. Còn cái bài thứ hai của ông giáo sư này thì ông này thì đó là một cái ông giáo sư khá là nổi tiếng trong cái không phải là một giáo sư mà chuyên làm sản phụ khoa thông thường. Ông là một cái giáo sư về chủ yếu là về y học sinh sản, là về hiếm muộn. Ông là có rất là nhiều cái bài nghiên cứu, có gần hơn 500 bài nghiên cứu về cái những cái hiếm muộn, trong đó thì ông thường xuyên về cái lĩnh vực siêu âm. Thì những cái ứng dụng của ông là ông chủ yếu là nghiên cứu về những cái vấn đề mà còn tranh cãi trong cái những cái của bên hình ảnh học của bên hiếm muộn, là cái bất thường về tử cung có vách. Thì đây là một cái cạnh tranh cãi rất là nhiều đối với của cả hiệp hội ASRI của SRM hoặc là của những cái chuyên gia về hiếm muộn. Tại vì như ta biết thì cái tử cung mà có vách ngăn là một cái tử cung nó rất là dễ lầm với là tử cung hình cung accurate, hoặc là những cái tử cung mà có tử cung hai sừng bicuspid, thì ba cái dạng này rất là dễ lầm lẫn với nhau, và nó ba cái dạng này nó
Nó mặc dù nó còn có rất là nhiều cái thứ khác ví dụ Dianthus hoặc là những cái tử cung một sừng, nhưng mà ba cái dạng mà mình đang chú ý đây thì nó chiếm khoảng chừng 60-70% những cái bất thường dạng tử cung. Vì vậy cho nên cái mà để đánh giá nó thì nó rất là nhiều tiêu chuẩn và rất là nhiều hiệp hội, và ngay cả khi mà cùng một bệnh nhân mình áp dụng nhiều tiêu chuẩn khác nhau thì nó cũng cho ra cái chẩn đoán khác nhau. Cho nên cái tiêu chuẩn những ông đưa ra những cái tiêu chuẩn mới giúp cho mình đánh giá tốt hơn. Thì mình thì thường trước đây mình thường sử dụng cái của tiêu chuẩn của ASRM, nhưng mình biết là cái tiêu chuẩn này nó đã ra đời rất là lâu từ những năm 90, và nó được cập nhật lại vào năm 2016. Còn cái tiêu chuẩn Aspiri thì được ra đời năm 2013. Thì cả hai tiêu chuẩn này mặc dù nó cập nhật và nó cũng đã nhiều lần, nhưng mà nó vẫn có những cái điểm mà nó vẫn gọi người ta gọi là gray zone, không có xác định nó là chính xác. Cho nên cái bài giảng này ông đang nói về cái tiêu chuẩn mà Kumi của những cái chuyên gia là ta đánh giá dựa trên những cái đo đạc để ta cho ra những cái chẩn đoán, nó có một cái tính lặp lại, có nghĩa là khi mà sử dụng cái tiêu chuẩn này thì người này chẩn đoán thì như thế này thì người kia sẽ cũng có chẩn đoán giống như vậy, tránh cái chuyện là người này chẩn đoán thế này rồi người kia chẩn đoán khác. Thì cái bài dạy hai bài dạng đều rất là giúp ích cho mình trong cái chuyện mà mình thực hành, và mình hiểu rõ được cái khi mình sử dụng cái bảng này thì mình có những cái lợi điểm hoặc là những cái khuyết điểm khi sử dụng những cái bảng. Cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ và bác sĩ Nam ạ. Và tiếp theo là phần trả lời một số câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên là về vấn đề siêu âm 3D từ buồng tử cung thường sẽ được chỉ định trong những trường hợp nào, hay là những trường hợp bất thường nào mới sử dụng siêu âm 3D buồng tử cung ạ? Dạ vâng, em xin phép mời hai bác sĩ trả. Còn theo kinh nghiệm của anh sao anh bác sĩ Nam? Tôi xin trả lời câu hỏi này. Thực ra thì là sau khi mà tôi sử dụng 3D buồng tử cung thì tôi thấy rằng là trong tất cả các trường hợp chúng ta siêu âm phụ khoa mà chúng ta áp dụng được 3D là tốt nhất, tại vì 3D nó sẽ cho chúng ta cái góc nhìn đầy đủ hơn, hình ảnh của chúng ta tạo ra có tính hạn chế được cái tính chủ quan của bác sĩ siêu âm, và chúng ta sẽ nhìn được nhiều thông tin hơn đối với một cái siêu âm phụ khoa nói chung. Và đương nhiên trong những trường hợp bệnh lý thì là siêu âm phụ khoa nó lại đóng vai trò giúp cho bác sĩ chẩn đoán chính xác, chẩn đoán phân biệt và đưa ra thêm nhiều thông tin. Nhưng theo tôi là làm thường quy tất cả. Thế thì lúc đầu tôi tiến hành làm 3D ở năm 2012 thì thậm chí có một ca tôi phải làm đến 15 20 phút mới xong. Thế nhưng mà với tôi bây giờ thì tôi thấy rằng giống như giáo sư ban đầu nói là nhiều khi chúng ta chỉ cần mất một khoảng thời gian 3 đến 5 phút chúng ta cũng hoàn toàn có thể tạo được cái hình 3D đẹp. Chính vậy chúng ta nên triển khai tất cả các cặp bệnh nhân. Trở về cái ý kiến của Vũ thì đúng đúng như anh Nam nói, là có nghĩa là đối với nếu mà đã có cái độ dò 3D thì mình nên xài tất trong tất cả bệnh nhân, ngoại trừ cái chuyện là nó cung cấp rất là nhiều thông tin, nó còn giúp cho mình có cái độ tương phản rất là tốt trong cái đánh giá của cái phụ khoa, và ngoài ra nó còn giúp mình lưu trữ một cái hình ảnh đi cho cái những cái lần thăm khám tiếp theo, những cái tiến triển của bệnh hoặc là trong cái việc mà định vị trí của những cái tổn thương trên cơ tử cung, hay là những cái của buồng tử cung đó, thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình đánh giá được chính xác. Tuy nhiên cái đầu dò 3D thì thứ nhất là nó không có rộng rãi ở mọi nơi, cũng như là không phải có người nào cũng đều xài được. Cho nên thì đối với bên bộ thì chủ yếu là sử dụng trên cái nhóm bệnh nhân mà có cái nhất là trong cái những đánh giá trước mổ, ví dụ như là trong cái đánh giá của nhân sơ trước mổ, đánh giá của những cái bơm nước lọc hoặc là đánh giá trên những hiếm muộn thì bên bộ mới xài. Còn những tất cả những cái siêu âm phụ khoa bình thường thông thường thì sẽ không có sử dụng, tại vì tính cái tín hiệu cái nghĩa là không có nhiều, không có đủ cái số đầu dò để mà thực hiện hành thành tất cả bệnh nhân, và cái thời gian thăm khám nó cũng đối với những cái trường hợp mà thông thường thì nó cũng phải ở giới hạn. Cho nên thành ra là cái chuyện mà đánh giá tất cả bằng 3D thì là không không thể khả thi. Nếu nếu có thời gian thì mình nên thực hiện trên tất cả bệnh nhân mà mình thăm khám thì nó sẽ giúp ích hơn, theo bộ vụ thì nó giúp giúp ích hơn trong những cái thăm khám phụ khoa. Dạ vâng. Nhân tiện đây cũng có một câu hỏi liên quan đến đầu dò phụ khoa
3D, tức nghĩa là hiện tại mình đang nói về siêu âm 3D buồng tử cung. Nhưng mà bác sĩ ở đây cũng hỏi là nếu mình không có đầu dò phụ khoa 3D thì cách siêu âm 2D để tiếp cận chẩn đoán tử cung một sừng sẽ là như thế nào ạ? Thì em thấy câu hỏi này cũng khá hay, thì em xin được phép mời bác sĩ Vũ có thể trả lời câu hỏi này giúp em ạ. Thì thực sự đối với tất cả những bất thường buồng tử cung thì cái việc mà đánh giá bằng 3D gần như là phải phải thực hiện ha, và gần phải thực hiện bằng đó để mình mới đánh giá được bằng cái siêu âm đó. Mình có thể đánh giá bằng đầu dò bụng cũng được, trong cái trường hợp mà những cái trường hợp mà tử cung nó ngã trước có đủ nước, có những cái nước tiểu, đủ được nước tiểu thì mình có thể mình sẽ ráng cố gắng mình cắt được cái mặt cắt tráng. Trong trường hợp mà tử cung mà sử dụng đầu dò âm đạo thì trong trường hợp mà tử cung nó ở hướng trung gian thì mình cũng có thể mình cắt được mặt cắt tráng dễ dàng. Tuy nhiên trong đa số những trường hợp thì cái việc mà dựng cái được cái mặt cắt tráng nó rất là khó. Vì vậy mình có thể nghi ngờ đối với cái trường hợp mà kia bằng cách là khi mà mình thấy một cái tử cung một sừng, là mình thấy một cái buồng tử cung nó nằm lệch hẳn một bên và cái buồng tử cung nó rất là hẹp, thì mình sẽ nghi ngờ. Và mình khi mình ráng có cắt được mặt cắt ngang thì mình kiếm không được hai cái đoạn kẽ, có nghĩa là một cái đoạn kẽ thôi, thì mình nghi ngờ đây là một tử cung một sừng. Tuy nhiên để mà có chắc chắn, để mà gọi là tự tin để chẩn đoán đó, thì nó sẽ không có tự tin được nếu mà mình không có 3D. Đối với kinh nghiệm bác sĩ Nam, em cũng đồng ý ý kiến của anh Vũ, thì là riêng trong cái tử cung một sừng ấy thì đúng là nếu chỉ có một tình huống là tử cung một sừng thì bằng kinh nghiệm của bác sĩ và kỹ thuật 2D vẫn có thể chẩn đoán được bằng cách chúng ta tìm hai cái vòi như anh Vũ nói, hoặc là chúng ta ứng dụng cái đầu dò 4D quét mặt thai đường bụng. Thế nhưng mà tôi vẫn phải nhắc lại là người ta chẩn đoán dị dạng tử cung là trên hình ảnh 3D chứ không phải trên hình ảnh 2D. Chính vậy khi chúng ta mà không có một cái hình ảnh bằng 3D chuẩn ấy, thì chúng ta vẫn có thể bị sai lầm. Tại vì khi mà mỗi đơn thuần là cái tử cung một sừng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn bởi những cái tử cung đặc biệt, ví dụ như là Robert uterus chẳng hạn, hoặc là những cái trường hợp khác mà chúng ta nhầm lẫn với cái tử cung một sừng, giống như là hình ảnh của bà giáo sư lúc nãy nói về cái tử cung một sừng mà có một sừng chột ấy, thì là tôi lại nhìn thấy có vẻ đấy là một cái Robert uterus, có nghĩa là một cái dị dạng tử cung khá là đặc biệt, vì tôi thấy cái đáy tử cung nó vẫn là hình tam giác chứ không phải là đáy tử cung bị lồi như hình quả chuối. Thế chính vậy, nếu các bạn ở đâu đấy mà không có đầu dò tử cung 3D nhìn thấy riêng tử cung một sừng thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tạm thời chẩn đoán được và nên gửi lên ở chỗ nào có siêu âm 3D. Còn các cái dạng dị dạng khác thì theo tôi cũng không nên chẩn đoán, vì có thể tránh những cái sai lầm. Chúng ta nên đặt những cái nghi ngờ trên siêu âm 2D thôi, và chúng ta thực hiện trên siêu âm 3D để đạt cái độ chuẩn mực. Vâng, dạ. Vâng, cảm ơn anh Vũ và Nam ạ. Tiếp theo là một câu hỏi về tiêu chuẩn chẩn đoán tử cung có vách ngăn. Thì câu hỏi này hơi ngắn, thì em không biết là hỏi tiêu chuẩn chẩn đoán vách ngăn chắc là em nghĩ là trên siêu âm 3D buồng tử cung, hay là không biết là trên siêu âm 2D ạ. Thì nhờ anh Vũ và anh Nam trả lời thêm giúp cho bác sĩ ạ. Thì cái tiêu chuẩn thì nó giống như này, Vũ có nói là cái tiêu chuẩn của buồng tử cung mà có vách septic của uterus thì nó thay đổi rất là nhiều theo dựa trên cái bảng phân loại. Ví dụ như là của IFS thì nó phải là cái lõm ở phía ở cái vùng nội mạc thì phải trên 15 mm trên hoặc bằng 15 mm, và nó có cập nhật thêm là trong cái góc của cái vách đó nó phải dưới 90 độ, nghĩa là góc nhỏ dưới 90 độ. Còn cái đáy, cái lõm ở đáy thì nó sẽ dưới 1 cm, dưới 10 mm đó. Còn đối với Asprey thì nó dựa trên cái vách ngăn đó, nó lớn hơn 50% cái bề dày cơ tử cung thì chẩn đoán là cái tử cung vách ngăn. Còn đối với tiêu chuẩn Kumi này thì mình có thấy đó, là cái thứ nhất là nó dựa trên ba cái, một là cái vách nó phải trên hoặc bằng 1 cm, hoặc là cái góc dựa đó nó phải dưới 140 độ, hoặc là cái nó những cái tiêu chuẩn đó là của nó là nó sẽ phải khó khăn hơn.
thì nó rất là nhiều tiêu chuẩn, nhưng mà theo tôi nghĩ thì đây cái câu hỏi của bạn là nó nói là đến những cái tử cung mà có những cái dải dính hay là những cái vách bên trong của cái đó, hay là nói về cái tử cung vách ngăn thì tôi không rõ, nhưng mà cái tử cung vách ngăn thì nó rất là nhiều tiêu chuẩn và nó tức là bàn cãi của rất là nhiều cái tổ chức cũng như là nhiều cái chuyên gia, cho nên không biết là có anh Nam có bổ sung gì không? Cái câu hỏi của bạn này thì em vẫn nghĩ là bạn ấy hỏi đơn giản là chẩn đoán tử cung có vách ngăn dọc đi, thì như tôi sẽ tập trung trả lời theo là theo hiểu câu hỏi là chẩn đoán tử cung có vách ngăn dọc, thì cũng giống như anh Vũ nói rằng là có rất là nhiều tiêu chuẩn để chẩn đoán cái dị dạng tử cung có vách ngăn dọc. Thế thì theo tôi ấy thì là bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng theo cái tiêu chuẩn mới là tiêu chuẩn Kumi ấy, có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào cái độ sâu của cái vết lõm đấy trên 10, tại vì nếu theo 15 thì tôi thấy là nó bị dài quá, trên 10 đã có thể chẩn đoán được rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ bổ sung thêm cái tiêu chuẩn là có một cái khái niệm các bạn nhớ là độ dày cơ tử cung vùng đáy, tại vì rõ ràng là có những cái cơ tử cung vùng đáy nó dày nhưng có những cơ tử cung vùng đáy nó mỏng. Thế chính vậy trong cái Kumi này thì nó thêm là cái vách ngăn đấy trên 10 nhưng nó lại phải dày hơn 150% cái cơ tử cung vùng đáy, thì tôi thấy rằng là phần lớn cái cơ tử cung vùng đáy là trên 10. Ngoài ra là cái tiêu chuẩn nữa là cái góc tạo bởi cái độ lõm đấy ở vùng đáy là nó phải nhỏ hơn 140 độ. Thế thì với cái tiêu chuẩn này nếu mà những ai chưa làm hoặc mới cập nhật thì các bạn sẽ thấy ung hết cả đầu lên. Tôi sẽ bày cho các bạn một cách nhớ rất là đơn giản thôi, tại vì chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta chẩn đoán cái dị dạng tử cung có vách ngăn dọc để làm gì. Trong cái trường hợp hỗ trợ sinh sản ở những cái bệnh nhân mà có tiền sử sảy thai nhiều lần, khó mang thai hoặc cái nào đấy thì bên lâm sàng người ta mới mới điều trị, chứ không phải ca nào tử cung có vách ngăn dọc người ta cũng điều trị. Thế chính vì vậy khi mà chúng ta đưa thông tin chẩn đoán, nó là một thông tin thêm để điều trị chứ cũng không phải là một thông tin quyết định cuối cùng. Thế chính vì vậy chúng ta, những cái bác sĩ mà đã có thể phẫu thuật cái tử cung này thì người ta hoàn toàn hiểu các tiêu chuẩn và ứng dụng các tiêu chuẩn một cách rất là linh hoạt. Nhưng ở trong khía cạnh chúng ta là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ làm cho tôi một việc cái này. Đầu tiên chúng ta có các cái tiêu chuẩn trong điện thoại của chúng ta, tiêu chuẩn của Mỹ, tiêu chuẩn của SGS và tiêu chuẩn của Kumi. Sau đó chúng ta chẩn đoán theo tiêu chuẩn nào thì chúng ta mở ngoặc ở dưới đó là theo tiêu chuẩn của Kumi chẳng hạn. Thế thì tôi bày cho các bạn một cách nhớ mà tôi hiện tại đang áp dụng, đó là để tăng cái độ nhạy lên thì chúng ta phải chọn những cái tiêu chuẩn nào mà cái vách ngăn nó vừa phải thôi. Ví dụ như là tiêu chuẩn của Kumi nó đưa có trên 10 là được rồi. Nếu chúng ta áp dụng tiêu chuẩn trên 15 thì chúng ta sẽ bị bỏ sót, có nghĩa là độ nhạy của chúng ta bị thấp đi. Nhưng chúng ta không hề sai, chúng ta nói rằng là chúng ta áp dụng theo tiêu chuẩn Kumi là cái độ nhạy cái vách ngăn này chỉ còn độ nhà lớn hơn hoặc bằng 10, cái là cái độ dày vách ngăn. Thế thì trong cái bảng ông ấy đã tổng kết rất là rõ là với cái tiêu chuẩn là chúng ta độ tính độ nhạy và độ đặc hiệu, nếu tiêu chuẩn của cái tính cái độ dày vách ngăn lớn hơn 10 thì chúng ta đã có độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 99%, có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn có thể chẩn đoán được tất cả các cái ca bị dị dạng buồng tử cung, nhưng cái độ đặc hiệu của nó đến 99%, đó là một cái độ đặc hiệu rất là cao rồi. Khi mà tranh cãi thì chúng ta mới áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác như là tiêu chuẩn là độ dày cơ tử cung so với độ dày cơ tử cung vùng đáy hoặc là các cái góc, và chúng ta nên mở ngoặc ra là chúng ta áp dụng theo tiêu chuẩn nào để người đọc cái kết quả đấy người ta hiểu thôi, chứ chúng ta cũng không nên băn khoăn nhiều. Đây là ý kiến của tôi là như thế. Vâng, dạ em xin cảm ơn bác sĩ Nam, bác sĩ Vũ. Câu hỏi tiếp theo sẽ về bác sĩ có thể cho biết vị trí của tử cung, thời điểm nào trong chu kỳ kinh nguyệt có làm ảnh hưởng chất lượng hình ảnh 3D buồng tử cung hay không? Và thời điểm nào là lý tưởng để hẹn bệnh nhân làm 3D buồng tử cung ạ? À? Bác sĩ Nam, đối với tôi thì đa số những cái siêu âm của đánh giá của cái hiếm muộn thì ví dụ như siêu âm bên nước lòng hoặc là kia thì thường là tôi sẽ hẹn vào những cái trong 10 ngày đầu của chu kỳ, tại vì nó là một cái chỉ định của siêu âm bên nước lòng.
Tuy nhiên để mà thấy được rõ được cái buồng tử cung đó, thì cái nội bề dày nội mạc nó sẽ giúp cho tăng cường cái hình ảnh rất là tốt. Càng cái nghĩa là cái nội mạc càng dày thì nó sẽ cho cái chất lượng của cái hình ảnh 3D nó sẽ càng rõ hơn, tại vì do cái sự tương phản giữa cái nội mạc với lại cái cơ tử cung. Tuy nhiên đối với những cái chỉ định ví dụ như siêu âm bơm nước lọc tử cung thì mình chỉ thực hiện ở 10 ngày đầu của cái chu kỳ thôi, và cái nước vừa bơm buồng tử cung nó sẽ giúp cho mình tăng cái độ tương phản lên rồi, và nó không có cần thiết phải đợi đến cho đến dựa vào cái chu kỳ sau, độ chu kỳ sau. Không biết kinh nghiệm của anh Nam sao hả? Vâng ạ, kinh nghiệm của em thì lại trùng hợp với cái trình bày của giáo sư lúc đầu, giáo sư nữ ấy, thì là khi mà chúng ta làm siêu âm ở cái ngày rụng trứng ấy, có nghĩa là pha tăng sinh của niêm mạc ấy, khi niêm mạc hình ba lá là sẽ cho kết quả tốt nhất. Lúc nãy giáo sư đã đưa một cái hình ảnh rất là rõ là ở cái ngày những ngày sau sạch kinh và cái ngày 14 của kỳ kinh thì nó sẽ cho một cái độ tương phản rất là đẹp và hình ảnh rất là tốt. Thì tôi đã đọc một cái nghiên cứu và tôi không nhớ tên, thì là một cái ông ấy làm rất là cầu kỳ. Ông ấy đưa ra một cái nghiên cứu là cái khả năng phát hiện bệnh lý buồng tử cung, tất cả các bệnh lý buồng tử cung ở các giai đoạn siêu âm khác nhau trong kỳ kinh. Ông ấy chia ra là sau sạch kinh 3 ngày, từ 3 đến 5 ngày, sau đó là từ ngày 10 đến ngày 14, sau đó ngày 15 đến ngày 19 và ngày 19 đến sắp rụng trứng, sắp hành kinh. Thì ông ấy đưa ra là cái khả năng phát hiện của cùng một bác sĩ trên một bệnh nhân như thế thì hoàn toàn khác nhau ở các chu kỳ. Và cuối cùng ông ấy đưa ra một cái khuyến cáo rằng là để mà siêu âm 3D buồng tử cung tốt nhất là chúng ta làm ngày từ 15 đến 19 của chu kỳ kinh. Thì bản thân tôi thì tôi thích là từ ngày 12 cho đến ngày 16 hơn, tại vì sau cái ngày 18, 19 thì có một số bạn chu kỳ kinh ngắn thì đã có thể chuyển sang pha 2 rồi. Chính vậy niêm mạc nó tăng âm làm giảm cái khả năng phát hiện các bệnh lý buồng tử cung. Và trong cái tiêu chuẩn này thì tôi cũng nhắc lại với các bạn một chút là do chúng ta đo độ sâu của vết lõm để chẩn đoán dị dạng rất là quan trọng. Chính vậy nếu một cái buồng tử cung niêm mạc nó chưa tốt, nó sẽ cho hình ảnh vách ngăn giả. Tôi đã gặp rồi, có nghĩa là gì? Khi niêm mạc nó còn gầy, thế chứng vậy chúng ta đo cái hình lõm có vẻ nó rất là sâu. Nhưng khi ngày 14 của kỳ kinh thì hình dạng thể tích của buồng tử cung nó được căng lên giống như một cái bong bóng được thổi đầy đủ hơn ấy, thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán là người ta chẩn đoán lúc mà ở ngày 14 đến 19, chứ không phải tiêu chuẩn chẩn đoán dị dạng tử cung là những cái trường hợp mà tử cung mà niêm mạc nó còn rất là mỏng. Tất nhiên cái điều này nó chỉ gặp cá biệt ở một số ca rất là cá biệt thôi, chứ còn phần lớn các ca thì chúng ta đều vẫn có thể làm được ở các thời điểm khác nhau. Vâng, dạ cảm ơn bác sĩ Nam, bác sĩ Vũ. Câu hỏi tiếp theo sẽ là về việc nếu mà không có đầu dò phụ khoa 4D thì có thể sử dụng đầu dò khối kênh vết 4D đường bụng tái tạo được 3D buồng tử cung không ạ? À? Cái việc sử dụng đầu dò 3D trên đường bụng thì nó cũng tương tự giống như đầu dò của phụ khoa 3D. Tuy nhiên nó sẽ hình ảnh nó sẽ không rõ được, tại vì mình thứ nhất là mình phải cần cái bàng quang để cho thấy được hết cái bụng, cái tử cung, và cái chính vì cái vị trí đẩy cái bàng quang giữa cái bàng quang với tử cung á, làm cho cái độ sâu của cái việc mà mình lấy thể tích nó rất là sâu, và cái hình ảnh lúc đó nó sẽ không đẹp như là hình ảnh của cái 3D đầu dò 3D phụ khoa. Và một điều nữa là cái đầu dò 3D phụ khoa nó có cái góc quét nó rất là rộng, nó tới rất là rộng đến 120 độ, trong khi đầu dò của 4D mà convex bình thường nó chỉ có cỡ được khoảng 70 80 độ là cao. Nên đôi khi mình search một số cái tử cung lớn mình có thể mình sẽ không quét được hết. Nhất là những cái trường hợp mà tử cung mà Dynamics mà có thai hay là gì đó, mình quét trên đường bụng có thể mình không thấy được hết hai cái tử cung, hoặc là mình chỉ thấy mất một phần của cái tử cung. Thì theo kinh nghiệm của Nam thì sao? Vâng, thứ nhất là em cũng đồng ý với anh Vũ là cái đầu dò đường bụng đối với siêu âm 3D phụ khoa thì chỉ có tính chất tham khảo khi chúng ta không có đầu dò âm đạo, hoặc có những trường hợp không thể làm đầu dò âm đạo mặc dù có.
vì tử cung nó treo cao quá, trong trường hợp mổ đẻ mà dính lên nhiều ấy thì chúng ta lại có thể sử dụng cái đầu giò đường bụng để thay thế. Nhưng mà tôi xin nhớ nhắc lại các bạn là chúng ta làm 3D để làm gì? Để chẩn đoán. Thế thì trong hai cái bệnh lý mà chúng ta phải chẩn đoán đó là gì? Có polyp hay không chẳng hạn, có dính buồng tử cung hay không chẳng hạn, có các cái tổn thương trong nội mạc tử cung hay không chẳng hạn, thì nếu chúng ta không có một cái hình ảnh chi tiết, ví dụ như khi chúng ta làm niêm mạc bằng đầu giò âm đạo với niêm mạc bằng đường bụng, chúng ta thấy rằng có hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Thứ hai nữa là độ phân giải rất là khác nhau. Thế thì trong cái bài trình bày về siêu âm 3D buồng tử cung mà tôi có nói chuyện với các bạn cách năm ngoái thì tôi đã thấy tôi trình bày cái nghiên cứu của tôi. Và trong cái nghiên cứu của tôi thì thấy rằng là có hai cái ca mà 3D buồng tử cung bảo bình thường nhưng mổ ra nó bất thường. Thế thì sau khi tôi review lại cái ca đấy thì tôi thấy rằng là một ca là bị bỏ sót polyp. Có nghĩa là gì? Cái ca đấy đầu giò bụng cái thai nó, cái tử cung nó bị treo cao, khi tôi tiến hành quét đường âm đạo thì không không thể đánh giá tốt niêm mạc được. Tôi quét tiến hành quét đường bụng thì đánh giá niêm mạc ba lá rất là tốt, rất là tự tin, chẩn đoán là hoàn toàn bình thường. Nhưng khi người ta nội soi ra thì người ta thấy vẫn có polyp. Thế chính vì vậy cái độ tin cậy của cái đầu giò bụng không cao. Các bạn biết rằng là cái đầu giò tôi đang dùng để chẩn đoán các bệnh lý qua buồng tử cung là có hai loại đầu giò, loại giò giò tần số 6 đến 9, 5 đến 9 và đầu giò thứ hai là 6 đến 12. Còn đầu giò bụng của chúng ta chủ yếu là C2 đến 6 chẳng hạn, thì đấy là những cái đầu giò không có độ phân giải tốt để chẩn đoán chi tiết các bệnh lý trong buồng tử cung. Chưa kể là khi chúng ta quét 3D bằng đường bụng thường quy, nó sẽ gây ra những cái nhiễu, những cái sai số trong cái quá trình chúng ta chẩn đoán. Nên là trang bị một cái đầu giò âm đạo là 3D là một điều cần thiết khi các bạn thực hiện những kỹ thuật này. Và các bạn cứ tin tôi đi là với cái đầu giò, đối với một cái máy tốt bây giờ thì nó chỉ khoảng 100 triệu. Nhưng chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ từ cái 3D buồng tử cung. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo là xin hỏi các thầy câu hỏi siêu âm về siêu âm 3D buồng tử cung có thay thế cho siêu âm bơm nước và chụp phim tử cung được không ạ? Cái này thì chắc là để tôi có kinh nghiệm trong cái việc mà sử dụng cái siêu âm bơm nước và cũng như là về cái HSG. Nhưng cái 3D buồng tử cung thì thật sự nó rất là hữu ích trong những chẩn đoán bất thường dị dạng tử cung, những tổn thương của nội mạc cũng như là những cái tổn thương của cơ tử cung. Tuy nhiên nó có một số cái tùy mục đích mình sử dụng, ví dụ như là các anh chị muốn để đánh giá cái thai tai vòi thì các anh chị không thể nào các anh sử dụng 3D được. 3D buồng tử cung thì không có cách nào mà thấy được cái tai vòi, mà bắt buộc mình phải sử dụng HSG. Trong trường hợp mà siêu âm để đánh giá tai vòi bằng cái chất tạo bọt thì cũng vậy, thì mình cũng phải sử dụng cái siêu âm bằng cái chất tạo bọt, chứ mình cũng không có thử xài được 3D. Nếu như xài 3D trên cái chất tạo bọt đó cũng có hữu ích, nhưng mà tùy cái mục đích mình xài. Nếu ví dụ như mình đánh giá tai vòi thì mình phải bắt buộc phải xài HSG hoặc là siêu âm bơm nước lòng hoặc là siêu âm bơm cái chất tạo bọt, chất tương phản. Còn đối với những đánh giá mà buồng tử cung thì đa số trường hợp thì 3D mình đã có thể thấy được. Tuy nhiên trong những một số trường hợp khó, giống như cái trường hợp của đại của bà có đưa ra là có những trường hợp dính mà nó rất là khó nhìn đó, thì mình có đôi khi mình cần một chút dịch bơm vô đó để mình thấy rõ được những cái vị trí của những cái dải dính, mình có thể thấy được những cái vị trí của những cái mình lúc đó cái buồng tử cung nó thật sự nó căng rõ lên và những cái tổn thương, ví dụ như đầu tiên mình chỉ nhận thấy là cái nhân sơ tiếp xúc cái nội mạc L3 thôi, mà nếu khi mà bơm vô nước vô thì mình có thể thấy rõ được cái nhân sơ đó có thể nó là L2 hoặc là L1 hoặc thậm chí nó là nhân sơ trong buồng tử cung. Thì cái việc mà bơm nước vô từ buồng tử cung nó đôi khi nó sẽ giúp ích nhiều hơn trong cái chuyện hỗ trợ nhiều hơn trong cái 3D nữa. Còn mình không, nói chung là không sẽ không không thể nào mà bỏ hết được những cái kia, nhưng tuy nhiên 3D nó sẽ giúp cho mình giải quyết được rất là nhiều việc, khoảng được 80-90% công việc. Vâng, còn không biết bác sĩ Nam có thêm câu trả lời nữa không ạ? Cái phần này thì đúng là anh Vũ có cái nghiên cứu rất hay, anh Vũ đã trình bày về siêu âm 3D bơm nước lòng tử cung. Còn về mặt thực tiễn lâm sàng thì tôi xin bổ sung một chút.
Có nghĩa là siêu âm 3D đương nhiên là mình không thể bỏ được những cái tiếp theo như là siêu âm 3D buông nước buồng tử cung hoặc là lòng tử cung. Nhưng mà trên thực tế siêu âm 3D có thể giải quyết được 80-90% cái số bệnh nhân rồi. Còn lại những cái ca bệnh nhân mà chúng ta khi chúng ta quét chúng ta không thấy xua lắm thì chúng ta mới phải tiến hành bơm nước lòng. Tại vì khi bơm nước lòng hoặc các thứ khác thì nó cũng sẽ mất thời gian hơn, thậm chí có thể dẫn đến các cái biến chứng. Thì chính vậy trong cái quá trình làm ấy, khi chúng ta đã làm quen rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể xua rằng là cái ca này 3D đủ rồi, không cần phải làm thêm. Nhưng có những cái ca là chúng ta thấy rằng là ô niêm mạc nó chạm sát vào nhau này, chúng ta không thể khẳng định được có dính hay không dính, thì lúc đấy bơm nước lòng nó lại rất là có giá trị. Thì vì vậy trên thực tế chúng ta sử dụng 3D một cách linh hoạt nó sẽ làm giảm cái số lượng của bệnh nhân cần phải thực hiện các cái thủ thuật như bơm nước lòng, cho nó không thay thế hoàn toàn trong những trường hợp khó. Vâng, và đây cũng là câu hỏi cuối là về hiện nay có rất là nhiều bảng phân loại dị dạng buồng tử cung. Thì hai bảng phân loại được nhiều bác sĩ sử dụng nhất là bảng phân loại của ASRM và của Hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ và bảng của ESHRE, Hiệp hội Âu Châu về Sinh sản Người và Phôi học. Thì nên áp dụng bảng nào trong siêu âm chẩn đoán ạ? Về cái này thì tất cả những cái bài mình có nói, có nghe theo cái ông giáo sư của ông có nói đó, thì cái việc áp những cái mà mình và có rất là tranh cãi là chính cái tử cung có vách ngăn, và cái mà được cái đó là nó tại thứ nhất nó khá giống như là nhiệt tử cung hình cung và cũng như là tử cung hai sừng, thì thành ra là rất là nhiều cái bộ ta cãi nhau về cái chuyện tiêu chuẩn chẩn đoán đó, và cái không có một tiêu chuẩn nào gọi là hoàn chỉnh nhất tốt nhất. Nhưng theo ông á, thì cái tiêu chuẩn Kumi có vẻ như là tiêu chuẩn mà nó sẽ được nhiều người đồng thuận nhất và cái có tính lập rất là tốt, và nó sẽ giảm đi những cái chẩn đoán dương tính giả của tiêu chuẩn Ashri, và nó cũng như là nó cho ra những cái chẩn đoán mà nó không có bị vô cái gray zone giống như cái ASRM á. Thì nó là một cái có vẻ như là một cái khá là tốt. Thật sự thì tôi cũng chưa áp dụng cái tiêu chuẩn này, đa số chủ yếu sử dụng cái ASRM thôi, nhưng mà có thể thì trong một số trường hợp khó có thể mình sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn Kumi này hỗ trợ thêm để giúp cho tăng cái độ nhạy lên, giống như để bác sĩ Nam có nói đó. Ví dụ như nếu mình chỉ sử dụng cái bề dày của cái vách ngăn 15 thì đôi khi nó lại không đạt, nhưng mà mình nhìn trên cái impression của cái vùng tử cung có vẻ thấy nó rất là giống tử cung vách ngăn, nhưng mà đo đạt thì nó vẫn cứ 11 hay là 12 mm gì đó và không có nào chẩn đoán được, và nó nằm ở cái mức gray zone và mình không có thể nào xác định được. Thì nếu mà áp dụng thêm cái tiêu chuẩn của Kumi thì có thể mình sẽ bắt được một số trường hợp đó, nhất là trong những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng và những có những cái tiền sử sảy thai hoặc là có những cái bất thường như sanh non hoặc vân vân. Thì ý kiến đó là ý kiến tôi, còn quyết của bác sĩ Nam thì sao? Vâng ạ, thì em cũng hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Vũ, đó là không có cái tiêu chuẩn nào nó hoàn hảo cả. Tại vì các bạn theo dõi cái quá trình mà người ta đưa ra chẩn đoán dị dạng buồng tử cung ấy, thì người ta cũng đưa cho các cái nhóm chuyên gia, và các nhóm chuyên gia thì như ông ấy trình bày ấy, là họ có kinh nghiệm. Nhưng nhiều khi là cái việc họ đo đạc, họ nói rằng là cái này ta nhìn là tử cung có dị dạng vách ngăn đấy, nhưng người ta không nói rằng là ở độ dày bao nhiêu thì nó cái cả. Chính vậy đấy là lý do mà cái ông giáo sư sau ông ấy đưa ra các cái tiêu chuẩn. Thế thì như tôi đã trình bày là khi mà chúng ta muốn tăng cái độ nhạy lên ấy, thì chúng ta sẽ áp dụng những cái tiêu chuẩn mà nó đơn giản thôi. Ví dụ thay vì trên 15 thì chúng ta lấy lớn hơn hoặc bằng 10. Và khi siêu âm dị dạng buồng tử cung này thì các bạn nhớ rằng là chúng ta phải có một cái team. Chúng ta là, nếu là chúng ta là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta siêu âm dành cho các cái bác sĩ phẫu thuật của chúng ta và dành cho chính bệnh nhân của chúng ta có triệu chứng hay không có triệu chứng và cần can thiệp hay không cần can thiệp, chứ không chỉ đơn thuần là cái tiêu chuẩn gì. Chính vì vậy bản thân tôi hiện tại thì để tăng độ nhạy lên thì tôi vẫn dùng của Kumi, và chúng ta mở ngoặc ra đó là dị dạng tử cung có vách ngăn ngọc theo tiêu chuẩn của Kumi, thì các bạn sẽ đánh giá được nhiều nhất số ca mà bị dị dạng tử cung.
Và sau đó các bác sĩ lâm sàng và người ta sẽ căn cứ vào đấy để xem rằng là cái bệnh nhân này có cần phải điều trị hay không. Thực ra là có một cái phần nữa rất là hay, đó là xử lý vách ngăn như thế nào. Và tôi thấy rằng là các bạn không không đặt câu hỏi về cái tử cung dị dạng hình chữ T ấy, là một cái phần rất là hay và thậm chí rất là khó. Thế thì hôm nay thì trong cái buổi hội thảo hôm nay thì tôi cũng đã ngấm ngầm mời thêm hai bác sĩ phẫu thuật lâm sàng nữa, là bác sĩ Nguyễn Ngọc Chiến ở bệnh viện Vinmec Time City và bác sĩ Thùy, Nguyễn Biên Thùy ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội, là những cái người mà người ta hay phẫu thuật, hay sửa chữa, hay điều trị các cái vấn đề này. Thế chính vậy khi chúng ta làm siêu âm, xong đó chúng ta kết hợp với những cái bác sĩ đấy thì chúng ta có thể thấy ý nghĩa của nó là gì. Thế thì bản thân tôi ở cương vị là một người sàng lọc thì tôi cố gắng sàng lọc được nhiều nhất. Thế thì chúng ta phải áp dụng cái tiêu chuẩn nào mà có độ nhạy cao nhất. Khi có độ nhạy cao nhất rồi, đương nhiên chúng ta sẽ phải chấp nhận cái độ đặc hiệu. Ví dụ, ngay như cái tiêu chuẩn Kumi thôi, nếu chúng ta áp dụng một tiêu chuẩn là đó là độ sâu vách ngăn là lớn hơn 10 hoặc bằng 10 thì chúng ta có độ nhạy là 100%. Nhưng khi chúng ta áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác nữa thì cái độ nhạy nó sẽ thấp đi, nhưng mà tăng lên là chúng ta sẽ có độ đặc hiệu tăng lên. Thế chính vậy là theo tôi là hiện tại thì tôi áp dụng theo tiêu chuẩn Kumi, mà tôi khuyến khích các bạn hoàn toàn có thể áp dụng các cái tiêu chuẩn khác, nhưng chúng ta hãy mở ngoặc ra để thứ nhất là có tính thống nhất, thứ hai là tránh những cái tranh cãi không cần thiết, và các bạn cũng phải có cái kết nối với team của mình để xem rằng là cái dị dạng như thế có thể làm được gì trước khi chúng ta tư vấn cho khách hàng, vì nhiều khi chẩn đoán cái dị dạng tử cung có thể làm cho khách hàng khá là sốc. Đấy, quan điểm của tôi là thế đấy. Vâng, và cũng xin cảm ơn bác sĩ Nam rất nhiều ạ. Thì trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi cũng xin được giới thiệu cái chương trình webinar sắp tới với nội dung là thai ngoài tử cung ở các vị trí bất thường, sẽ do thạc sĩ bác sĩ Hà Tố Nguyên trình bày. Thì chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ tư 24 tháng 8, thì kính mong quý bác sĩ quan tâm theo dõi. Và cũng xin thay mặt công ty GE Healthcare gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Vũ và bác sĩ Nam đã đồng hành chia sẻ những kiến thức vô cùng hữu ích cho chương trình webinar ngày hôm nay. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bác sĩ đã dành thời gian quý báu tham dự chương trình. Và cũng mong quý bác sĩ giữ gìn sức khỏe và giữ vững tinh thần vượt qua cái giai đoạn COVID trong cái thời gian sắp tới ạ. Quá trình thực hiện webinar nếu có gì sai sót thì xin quý bác sĩ thông cảm bỏ qua cho chúng tôi. Và cuối cùng cũng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong chuỗi chương trình webinar nghiên cứu các bài giảng ảnh sụt cùng chuyên gia. Và xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Vũ và anh Nam ạ. Xin cảm ơn các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn.